Trời 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 đùa game nữa. Many times. Yeah. Again. Nó xanh con gái nha. Ừ, con gái thì mẹ nết na đó. Ừ, xanh con gái cho thì mẹ nết na. Có sao không con? Hả? Có sao không? Mệt không? Mệt không? Không biết luôn. Đó, ai ham con gái đi, nó con gái đó. Nó lạnh đó cả nhà. Mở mới lạnh đó, nó lạnh đó, lấy áo dài tay quần dài mặc cho nó đó. À nóng rồi hả? Ừ, nhảy ít á thì nó ấy lắm con. Ừ, khi con càng nhảy là con càng vậy đó. Nóng quá. Ừ, mình nhảy ít quá nên nó nóng đó. Không. Đừng nhảy nữa. Nhảy hồi té bể đầu á. Ừ. Hi, xin chào cả nhà. Con chào. Chào. Ông bà. Ông bà. Ông bà. Ghê quá, cái môi dài quá Phi ơi. Ông bà. Xỉu luôn. Lúc Phi, quay khóc quay khóc. Đây này của con đây, đáy là sổ của con đây. Sổ Phi, đáy là sổ của Phi nè, đáy là sổ của Phi nè. Cảm ơn mẹ. Em mua. Mẹ mua, cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ. Con chào. Con chào. Ông bà. Ông bà. Cô chú. Cô chú. Các bạn. Các bạn. Đúng rồi. Bây giờ xin mời cả nhà cùng ăn chiều nha. Cả nhà hôm nay tụi mình ăn đồ của khách sạn, không có gọi đồ ngoài, nhưng mà mình chuẩn bị một gói mì đặng mình pha đặng mình hấp. Tụi mình ăn cơm cá hồi. À không có cơm, có cá hồi không mà cả nhà ơi, không có cơm. Rồi cà chua lúc cướp ở đây, không biết đồ lúc cướp. Nha. Đây là phần cơm cá hồi chiều nay không có cơm cả nhà ơi. Nó cá hồi với lại đậu với lại cà chua. Ok, go ahead darling. You no, make sure group first. Dạ. The homemade wine cooler. Yeah. Thì đó, không có bạn nào yêu cầu là chỉ cách pha rượu với lại 7-Up á, thì đây mình không có 7-Up, cái này là gì đó, Sprite hả? Yeah, Sprite cũng được cái nhà, không cần là không nhất thiết là phải 7-Up đâu. Sprite, 7-Up cũng gần đồng giống nhau. Thì bây giờ chồng mình đánh sẽ pha nha. Bạn nào mà không uống được rượu mà kiểu nặng á, kiểu như mình nào không uống được rượu á, thì pha giống vậy uống nó cũng ngon ngon mà nó cũng rượu rượu vậy. Wine cooler with hồi đấy mày lấy cơm với lại cá hồi custom level of sweetness. Nó đơn giản. Chang likes very sweet. Anh biết mình thích ăn uống so ngọt á. So just need some color. Đó, vậy đó. Rồi xong, vậy là xong rồi nha. That's it. Not much. Dạ, nó quá. Sophie sẽ tao nghe. Con ăn apple không? Phải mình lấy apple. Đó, cái bạn này của Sophie mà không để đây hồi nữa mình trộn cơ cá hồi với cơm với xịt nước tương vô cho Sophie ăn. Ha. Rồi giờ mình mới cho Sophie ăn bé. Rồi ok em bé. Này ly của con này, vô không? Vô không? Dạ. Vô. Vô đi, vô đi, ăn mừng cách ly. Vô. Don't bump the dinosaur's head. This one. Cái này là straw. It's okay. It's right here, vô. Rồi, vô luôn, không sao không? Này. Rồi, uống đi. Xin mời cả nhà nha. Nó ngon ngon mà nó cũng... À. Mình thì không có biết uống quá. Hơi uống là dở. Rồi, ăn đi, go ahead. Hôm nay ăn cơm. À, hôm nay ăn cá hồi thì ở đây có cái món này là cái món gì không biết, cũng giống như mè đen hay là đậu đen gì đó. Chắc miệng. Mà mình ok, bây giờ mình lấy đồ ăn cho anh nè. Can I cut it in half, Sophie? Cắt ra nha. Yeah. Yes, please. Yes, please. Ah. Look at that. Cheese, mayo. Rồi, con cảm quan đi. Say thank you, Daddy. Ăn hot dog đúng không? Rồi ăn cái nào? Ăn hot dog đúng không? Rất là I want french fry, cảm ơn Daddy chưa? Thank you Daddy chưa? Daddy. Không mua mẹ. Đây, hot dog này. Quên quá. Ừ, thank you Daddy chưa? Thank you Daddy. Ngon ha. Ở đó, Daddy mua đồ ăn cho con đó. Go, eat. Okay. Okay. Để chăm thức sôi, eat đi ra đi.
đi chăm nước sôi. Nước sôi rồi bây giờ mình sẽ chăm vô mì gói mình ăn. Nước sôi cả nhà ơi, đang nấu mì á, có nước súp húp. Với một hồi nữa mình sẽ cho cơm trắng vô đây mình xúc mình ăn. Hồi trưa đó người ta giao đồ ăn có mực nữa nè. Có mực nữa nè, mình lấy ra. Đó, xong rồi giờ mình ăn chung với mì. Thank you. Ok, quick. Đó, lấy nước sôi trụng vào cái mực. Now daddy, you want soup? No. You try some. Huh? Yeah, if you want, you can. So what's that? Say with me. À đúng rồi, mì mình có kim chi nữa nè cả nhà. Oh, kim chi nha. Thank you daddy. Sodium. Baby, do you know what that? Sodium. What? Sodium. Muối. Muối. Ờ đúng rồi, muối. Cái này mình trộn vào nước sôi. Mực hồi trưa đó mà không ăn á, lấy mực để dành. Baby, have a good. You have this? Yeah. How about you have hamburger? Not today, I'm having salmon. Đâu có ăn hamburger đâu. Bữa nay ăn cơm với cá hồi rồi, cho nên daddy mua cái đó cho con đó. Chứ mami với daddy hôm nay ăn cơm của khách sạn, ăn cơm cá hồi. Trời ơi, mì này cả nhà ơi, ngon quá à. Hấp dẫn. Đang ăn cơm chắc đã mà. Sợi miếng này trước. Không có chanh luôn. Không có chanh ăn vô mì luôn. Gì daddy? Good? Salmon is good? It's okay. Huh? Yeah, it's okay. Cái mì nó còn cứng cứng á. Mì giòn ăn đảo được á. Ngon phải không? Qua. Con mời cô chú chưa? Ăn đi, khóc đó á. I'm thinking. Không có sao hết trơn á. Ăn đi. Don't think too much. Just ăn đi, không có sao hết. Cắn miếng coi nè. Cắn. Cắn. Đúng rồi. Nhai. Sao, ngon không? Ngon. Ờ, vậy đó mà kêu ăn. Mẹ, I'm not thinking. So I eating that. Okay. Cái mực. Cái mực cũng như bột vậy trời. Không phải nói luôn á, không phải chê luôn trời. Nó như bột vậy đó. Chanh chanh. Chắc lấy cái chén đựng mà đựng mì quá. Chú cha mà ơi, mì ngon quá. Mẹ ăn rồi. Ăn mì ngon hơn cả nhà. Ăn mì ngon thiệt. Lấy cơm. Này, lấy cơm trắng rồi chưa? Hồi nãy này mình thấy ngon hơn đó. Thì con ăn đi. Ăn bánh mì trước hả? Bánh trước. Và like hot dog. Really good. Vậy đó hả? You've only had like half a bite. That's really good though. Okay. Don't know. Mực dở quá. Mực ăn giống như là bột vậy. It's working. Anh thấy kim chi được rồi. It's working. It's working. Sẽ để lên đây. No, ôi kim chi này ngon, kim chi này mua ở siêu thị ép máy. Imported. Cool. Hôm qua mình hỏi chồng mình kỹ lại một lần nữa là tiền khách sạn, tiền vé máy bay á. Thì nhớ 3 lần nhận 2 một người. Không, ok. Mà mình 3 người. Mà ta nhận 6. Đi no, không? Oh yeah. Yes. Với lại tiền khách sạn hết ra 3.190 đô nữa cả nhà. Yes. Thì gia đình nhà mình hỏi chồng mình á, hỏi kỹ là rồi thì anh trả. Mommy, anh yes. Tiền khách sạn, oh, no. Tiền oh, yes. Oh no. Trời ơi, để mẹ nói con cứ vậy hoài sao mẹ nói được. Chừng này mẹ nói xong rồi tới con nói nha. Thì tiền khách sạn với tiền vé máy bay á là chồng mình trả tự trả, nhưng mà công ty hỗ trợ cho 8.000 là tiền tiền gọi là tiền cuối năm, tiền năm mà mình không nghỉ cả nhà, lại tiền mà mình không có ở đây, mình không có ở nhà đó, là tiền họ hỗ trợ được 8.000. Cho nên chuyến đi của đợt này là tụi mình cũng không tốn tiền mừng quá. Hôm qua hỏi kỹ lại à, năm rồi á, tại vì
mẹ mất. Cho nên công ty hỗ trợ tiền vé máy bay, tiền khách sạn, mà năm người khách sạn mắc nha. Năm người khách sạn 6 ngàn. Là công ty hỗ trợ, còn năm nay công ty không hỗ trợ, nhưng mà không, năm nay công ty không có trả tiền phòng, tiền vé máy bay, nhưng mà hỗ trợ cho 8 ngàn. Rồi mọi chi phí thì mình tự giải quyết. Rồi kim chi ngon bà cố luôn. Kim chi ngon. Hôm bữa nha, mình về mình mua kim chi này ở Smart, thương hiệu Hàn Quốc á, ăn rất là ngon. Không có ăn hết rồi. Xong cái mình làm bây giờ Oregon á, không có mua được siêu thị Hàn Quốc, mình mua ở Winco một hũ kim chi. Winco has kim chi? Yeah, they have, but not good like that, not good like kim chi at Smart. Yeah, Smart. Yeah, that's why when we come back, when we fly back in Singapore and I buy whole hộp bóp hủ vậy nè cả nhà. Trước kia đi về mình thấy ngon, tại thấy ngon trong siêu thị Hàn Quốc bán ngon quá, nên trước kia về mua thêm hủ nữa. Ăn về để dành ăn mì gói á, ngon á, kim chi ăn mì gói ngon lắm. Ăn cơm cũng ngon nữa. Mà kim chi mua ở Winco hay là qua cái gì đó, Winco với lại Subway hay Red Mai ở cũng ngon. Mua Smart ngon. Thì là Hàn Quốc. There's enough Koreans here. We need to find out where they get kimchi here. they have maybe a small market, a Korean market. But no. I like this one. Bye. Sophie, để là đi ăn con ăn đi. Con ăn đi. Không con lăn tăn hả? Too bad you got fried. Good job. Tính ra là không ăn cá hồi hồi luôn á. Cái này mình ăn gói cả nhà. Không có miếng chanh nặng như mì luôn, nhưng mà ăn kim chi ngon. Mắc cười lắm rồi nha. Cả cái nhà nghe. Ở Singapore á, hiện tại bây giờ là chưa. Cái cành nó nhảy vào họng mình, nó nói không à. Đợi mẹ chút. Ở bên Singapore á, bây giờ á, là ai mà có đủ 2 mũi vaccine là sẽ được đi ra ngoài ngồi ăn. Tại vì cái nhà biết không, sang đầu tháng 10 á là sinh nhật của mình, cho nên chồng mình á là mình đặt một cái nhà hàng, xong rồi hai vợ chồng với con sẽ đi ra nhà hàng ăn, kiểu như sang chảnh bữa vậy đó cả nhà, chứ lâu lâu mới được đi á. Cái xong cái anh nói là ở bên đây á, là ở Singapore đó, là ai mà đủ 2 mũi vaccine thì mới được ăn ở nhà hàng. Nói chung là ngồi ở ngoài đường, ngồi ở ngoài hàng quán ăn là phải đủ 2 mũi vaccine mới được ngồi ăn, còn không là phải mua về. Một mũi cũng được nữa. Thì ở trong cái điện thoại á, nó có để cái giống như cái app mà mình đi tới đâu, nơi nào, siêu thị ở đâu cũng phải check in rồi mới vô trong. Thì cái chữ check in ở đó, cái chỗ check in ở đó là mình phải đưa ra cho người ta coi, thì mình người ta sẽ biết là mình 2 mũi hay 1 mũi. Thì cái nhà biết đó, mình mới có 1 mũi ở sinh. Mình cái nhà biết đó thì mình chích 1 mũi ở sinh, còn 1 mũi mình về Mỹ mình chích. Khi mình quay trở về đây á, thì mình trình cái giấy mà chích ở bên Mỹ đó đem về đây, người ta không chấp nhận, người ta vẫn không chấp nhận, gọi đúng ra là người ta không tin. Cho nên á, là hết cái ngày cách ly này rồi, mình về mình phải lấy cuộc hẹn của bác sĩ, rồi mình đi xét nghiệm để qua bác sĩ xét nghiệm xem là mình thật sự có đúng đủ 2 mũi vaccine chưa. Mà xét nghiệm là trong vòng 3 ngày mới có kết quả. Thì chồng mình á, ảnh cũng muốn là em muốn là đặt hẹn sớm, đi xét nghiệm sớm, đặng sau 3 ngày có kết quả đó thì tụi mình mới đặt được nhà hàng đặng đi ăn bữa sinh nhật của mình. Tại vì sợ là đây đầu tháng 10 sinh nhật mình á, nên sợ không kịp đi ăn nhà hàng ở ngoài. Nếu mà không kịp thì chắc tụi mình sẽ ăn ở nhà, làm đồ ăn ở nhà cả nhà. Nếu mà kịp thời gian đi xét nghiệm để lấy cái kết quả, cho nên chồng mình ảnh cũng đang canh xem là hẹn với lại xét nghiệm có đủ thời gian để đi đặt nhà hàng ăn sinh nhật không. Phải nhìn xe hả? Anh Nhật vẫn ở nhà suốt ngày đi ra cửa sổ ngồi nhìn xe. Sophie want to go there and look outside. Just look. Just look, yeah. Just look. Yeah. Buồn á, đi ra đó ngồi nhìn xe. Thì đó, là hy vọng là tụi mình sẽ có lịch hẹn sớm và có kết quả. Nếu mà có lịch hẹn sớm thì đi xét nghiệm xong rồi có kết quả sớm thì sẽ được đi ăn ở ngoài. Ngổ hay cả nhà. Vậy đó, người ta xuất trình giấy tờ đầy đủ vậy đó, mà ở đây người ta vẫn không tin. Tôi vẫn không tin là mình đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Trời ơi, tôi thui cả nhà, thấy cái phòng nó không đủ đủ tháng cả nhà ơi. Cái phòng này đèn giống như đèn mờ mờ vậy đó.
đó, cho nên phải đi xét nghiệm lần lần nữa xem có đủ hai mũi vaccine không. Trời ơi gầu dễ sợ đi chứ. Mà về đây á, đã xét nghiệm từ ở bên đó về đây xong xuống sân bay xét nghiệm rồi đó, mà không có bị, mà cũng đem về khách sạn cách ly 14 ngày mới xét nghiệm ngày hôm qua nữa, kiểu như mình test nhanh á. Nhưng mà trước khi về lại xét nghiệm nữa, phải chấp nhận theo luật thôi chứ sao cả nhà. An toàn cho mọi người, an toàn cho chính mình luôn. Okay. Is it enough for you or you want more rice? Because we still have rice. Mm. White rice for the afternoon. I have enough. I'll have some of your beans, maybe. More salmon or beans, that's okay. Mm. And now tomato. Mm. Cái mặt này dở quá, để xuống này. Ăn như bò quá cả nhà ơi. Dở thiệt luôn á trời. Đúng rồi. Tomatoes are good. Chung chung ngon. Đó, trời có hôi rồi đó. Tại vì bữa trưa chồng mất làm, cho nên tụi mình không có ăn chung như vậy để mà có thời gian làm video. Là buổi chiều tối thôi. Có thằng nó có đủ ánh sáng là vậy cả nhà. Chụp chi ngon. Gấp. Yeah. Trying to decide whether to save some of her salmon. Yep. For tomorrow. Yeah. Có mấy or to eat salmon. Now. Yeah, be good. Anh nói là cá hồi ăn không hết để dành để ngày mai làm xong quýt hết cả nhà. Cũng quýt quýt nó ra rồi bỏ mayonnaise vô rồi kẹp bánh mì rồi vậy đó, còn là xong quýt hết. Kim chi nó ngon thực chất. You're not eating salmon? I'm the kimchi, rice, and noodle. Okay. Mình ăn vậy là thấy hài lòng rồi đó. Almost. Để chung vậy là dính kim chi với lại salmon rồi. Mẹ ăn cơm rồi. Chưa. Sắp xong rồi con. Bận quá. Em bé buồn quá hả? Vậy là cả nhà tội nghiệp lắm. Em bé buồn quá. Cho nên hôm nay có tin vui là không có tốn tiền. Cho nên chia sẻ cả nhà chung cho vui luôn nha. Là đỡ tốn tiền tiền vé bay với tiền cách ly. Có dừng đổ đồ mẹ con. Công ty hỗ trợ 8.000 cũng đỡ cả nhà. Giống như dư. Nè. Cho nên tiền nó đi lại ăn uống rồi á, cũng đỡ. Happy face. Mặt cười. Mặt cười. Đúng rồi. Chị bê. Cái gì? Trời đất ơi, hửa cái gì? Dạ mẹ. Dạ mẹ. Hồi nó cho mẹ hung con 1.000 cái nha. Ê ha, ok một ha. Cái. Gì? Một cái thôi hả? Không được, cái cô kia cô kêu mẹ hung con 1.000 cái giùm cổ kìa. Nên hồi đó cho mẹ hung 1.000 cái ok. Ok ha. Ăn xong hung ha. Ngon quá. Mẹ ăn bé hung. Em bé hung mẹ hả? Ừ. Ngồi hồi cho mẹ hung em bé. Nha. Ơi ngon quá. Hôm qua ăn salad xong, nay chồng đồ ăn salad nữa cả nhà. Mình kêu ảnh nè, đặt đi. Đặt salad với lại cà chua đi em làm cho anh. Yeah. You order lettuce salad and tomato. My salad for you. Not yet. Not it's yet. On the list. Okay. Có nghĩa là cho vô giỏ hàng rồi nhưng mà chưa đặt. Để yeah. Ăn salad tốt mà. Có trứng, có cá hay là có gà thì đủ chất là tạm thể đây mình thấy có gà nè, đang chưa nó có gà
hay là có hồi gì nào, cái mình xé ra bỏ vô thì lắm vậy ngon rồi. Không quá à. Ok, giờ mẹ uống nước xong cho mẹ hun nha. Mày uống nước xong cho mẹ hun phê nha. Vô vô. Are you writing on the glass? Okay. No, look that. Thank you. Mới phải quá. Tôi đang uống từ nãy giờ nè chị. Chị hai, chị nhỏ. Sorry darling. You want to try this? No, save that one for tomorrow. Okay. She's not that bad. I just. Okay. Hai chồng mình là thích ăn gì ta? Đồ Thái nè, đồ Nhật nè, nhưng mà đồ Hàn là ảnh không ăn. Đồ mà kim chi là ảnh không ăn. I make the plastic. Vậy hả? Đúng rồi, plastic á. Để ngoài con nít đó, người ta cầm á, người ta gớt xuống nó bể á, biết không? Nên ta phải làm plastic. Ăn đi. Hả mẹ? Ăn đi, ngồi nó mày chơi với con. Muốn chơi gì? Ok. Ok. Two minutes. Trời ơi, ngậm một miệng một họng mà nói. Ăn con nghe, ăn nuốt hết rồi con mới nói con. Nhiều khi mẹ cũng vừa ăn vừa nói. I'm talking to her because she's eating but she's talking. Yes. Yeah, but sometimes me too. I'm eating and I'm talking. It's okay. Yeah, thỉnh thoảng thôi nha. Rồi, ok, bye bye, chào tạm biệt cô chú nha. Em mới phải thấy Hằng nha. Em mới thấy Hằng. Ok. Vẫn chưa có vậy sao? Trời ơi, mới chùi có nhiều đó mà dũng gì con ủ vậy? Để ngồi chùi tiếp. Để ngồi chùi tiếp, trời mới chùi có chút xíu rồi đem dũng ủ vậy. Nha con, mình sẽ tiết kiệm cho con nha. Tiết kiệm nha, tiết kiệm, ok. Hiểu không? Hiểu rồi. Ừ, là ngồi chùi tiếp chứ mới chùi có chút xíu đem dũng ủ. Dạ, yes, or no? Yes. Yes, oh, for me? Oh. I mean, yes, okay. For you, but that's okay. Okay. That's really good for you, Daddy. No, not really, but... Rồi, ok. Ok, cả nhà ơi, video của mình hôm nay xin tạm dừng tại đây nha. Hẹn cả nhà video tiếp theo nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin chúc cả nhà có thật là nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc nha. Chờ tối hồi đó cả nhà thấy không? Mặt mày tối hồi đó. Ok, bye bye cả nhà nha. Bye bye. Bye bye.